doanh nghiệp của mình đang tìm kiếm cho mình một chiếc máy in tem có chi phí đầu tư tiết kiệm, thì hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy Kodak G500 này. Và chiếc máy này cũng là chiếc máy có giá thành rẻ cũng như là được ưa chuộng nhất thị trường hiện tại. Mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy này nhé. Và ngay trên bàn của em hiện tại là chiếc máy Kodak G500. Chiếc máy có màu xám đen và kích thước khá là nhỏ gọn. Mọi người có thể đặt tùy ý trên bàn làm việc của mình mà không lo máy chiếm quá nhiều diện tích. Và tiếp theo thì đây là nút fit của máy, đây là status ready. Tiếp theo là cửa sổ, thì hãng đã trang bị cho chúng ta một cửa sổ trong suốt để giúp chúng ta quan sát được quá trình giấy mực tiêu hao như thế nào. Đây là dòng máy để tiết kiệm chi phí nên hãng chỉ trang bị cho chúng ta một cổng kết nối là USB, mọi người có thể thấy ở đây. Và cùng em đi vào khám phá bên trong của chiếc máy này nha. Để thao tác mở nắp máy thì mọi người ấn giữ hai bên và mở nắp máy nhẹ lên giúp em. Và bên trong đây thì hãng đã trang bị thêm cho chúng ta một sơ đồ lắp giấy mực. Và tiếp theo đây là trục gác giấy, thì máy này dùng được cuộn giấy tối đa 50m. Và đây là lõ thu mực. Và đi vào bên trong này là lõ chứa mực. Đây, máy này thì dùng được cuộn mực tối đa là 300m. Và tiếp theo đây là cụm đầu in của máy. Thì theo thông số của hãng cho biết thì máy này có độ phân giải là 203 dpi và có tốc độ in ấn là 127mm/giây. Và tiếp theo không để mọi người chờ đợi lâu nữa, em sẽ cùng mọi người đi vào in test xem chiếc máy này có khả năng in ấn như thế nào nha. Và đối với chiếc máy này thì mọi người có thể in ấn nhiều mẫu tem khác nhau. Tuy nhiên thì bây giờ em sẽ in test cho mọi người xem về mẫu tem đơn hàng của Shopee. Em sẽ làm lệnh in 3 tem. Mọi người có thể thấy tốc độ in tem ra của máy khá là ổn định, cũng như là con tem in ra khá là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn ở chiếc tem này. Và khi mua hàng tại công ty Thế Giới Mã Vạch thì mọi người sẽ được tặng kèm một phần mềm thiết kế tem nhãn để cho mọi người chủ động hơn trong việc thiết kế tem cũng như là phù hợp hơn đối với nhu cầu của mọi người. Và nếu như còn thắc mắc gì, xin mọi người hãy liên hệ đến công ty Thế Giới Mã Vạch để chúng em giải đáp thắc mắc kịp thời. Và vừa rồi thì em đã cùng mọi người đi khám phá về chiếc máy G500 này và cũng như là index cho mọi người xem sơ qua về chất lượng in tem của máy. Thì nếu như mọi người có thắc mắc gì về máy cũng như là muốn biết được báo giá chi tiết về máy cũng như là giấy mực in thì mọi người hãy liên hệ đến công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioimavach.com để chúng em được hỗ trợ tư vấn mình kịp thời nha. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.